Chào các bạn, nó quay trở lại với Vừa Ăn Chơi. Và ngày hôm nay anh Minh cho mình có 500.000 đi quay. Bây giờ là kinh tế khó khăn, anh sẽ cắt giảm. Hiện tại là rơi vào tổng khoảng là 13 tỷ một tháng. Thì vì anh cắt một phần nhỏ cho bọn em, nhưng bọn em vẫn phải đảm bảo làm việc hiệu quả. Đây là 5 lít. Cầm lấy và đi làm video cho anh nhá. Bây giờ một tháng thì chỉ được chi tiêu 5 lít thôi. Thôi hôm giao hết, mình sẽ dành 200.000 ngày hôm nay đi quay food tour cho các bạn. Và có 300.000 làm gì nữa thì mình sẽ để video sau, hãy chờ đó nhá. Let's go. Hello. Sao lại ở đây hả Linh? Chị đang ở đâu đây? Chị đây cầm hộp cơm. Chị đâu bảo đi mà. Chị bảo chị dẫn em đi food tour mà. Tức là chị lâu em Linh là hứa đưa em Linh đi food tour mà lại quên mất. Thế là như nào? Đâu nhỉ? Đang ở chợ Đồng Xuân. Thì mình sẽ đưa em Linh đi food tour chợ Đồng Xuân luôn. Thôi đi xuống lỗi em, đi. Đi ăn với cơm không? Không. Trời ơi em ơi, sao cái Đồng Xuân này nó lạ vậy em? Sao mà nó không có giống bên thành trong chị vậy? Em ơi đi mệt mở hơi tai chứ, chả thấy quán ăn nào là sao? Nó cũng là Đồng Xuân, nhưng nó lạ lắm, nó là ngõ Đồng Xuân chứ không trong chợ nha. Bị lừa rồi. Thôi được rồi, tự tin thế đủ rồi. Tôi sẽ dẫn chị đi ăn ở ngõ Đồng Xuân. Thôi mệt lắm, đi hết cái chợ để mệt quá rồi. Thôi em đi đi. Chúng ta đi ăn ở ngõ Đồng Xuân nha, trong chợ là không phải nha. Đi ăn cơm thì đi ăn ở chợ Đồng Xuân cơ mà. Đi thôi. Chúng mình đang lú mọi người ạ, vì cả hai con rời đang không tìm được ngõ Đồng Xuân ở đâu nên cứ liên luôn quanh mãi trong chợ. Thật sự là lúc ấy mình không nhớ là mình nói gì nữa, nhưng mà thấy trong vít hai chị em đang rất lửng cuống luôn ý. Rất là lo lắng cho chiếc video này nha. Ha, và cuối cùng chúng mình cũng đã tìm được ngõ Đồng Xuân để đi ăn rồi. Mọi người ơi, vít này nó bất ổn quá, lúc nắng lúc mưa luôn ý. Bây giờ đang mưa rất to. À, các bạn đi đến cầu Đông, đâm thẳng vào và đến nhìn bên tay trái. Đúng rồi, bên tay trái, cửa số 5 của chợ Đồng Xuân. Thì đối diện đấy sẽ là ngõ ăn chợ Đồng Xuân nha. Em biết sao không? Sao? Em biết làm sao đi ngoài đường mà trời mưa to mà không xét xét đánh không? Em hãy đi lại thức thuộc. Tại ông bà bảo trời đánh trời cũng ăn. Oh my god. Mới nha. Thôi đi thôi, hết mưa rồi. Món ăn đầu tiên trong chuyến food tour của chúng mình đó chính là nộm bò khô. Quán nằm đối diện cổng số 5 chợ Đồng Xuân. Các bạn cứ đi từ phố Cổ Đông, nó sẽ nằm ngay cạnh số nhà 73 nha. Phần nộm sẽ là cá rốt và đu đủ báo sợi. Cô sẽ cho thêm thịt xá xíu thay vì là lá lách hay là gan bò đen như ở những chỗ khác. Nước chan ở đây hình như là hỗn hợp của giấm, nước tương và đường. Nước chan cô pha rất là vừa, không bị nhạt quá và khi ngấm vào phần nộm ăn rất bắt miệng nha. Các bạn có thể bảo cô cho ít ớt đi tại vì ớt của cô khá cay luôn á. Hà Nội mùa này giống như một cô gái mới lớn vậy. Sáng nắng chiều mưa chưa hâm hầm, tối ảo ảo. Thật sự chị tôi. Thật sự luôn. Đấy, nói chung là thời tiết đang như thế thì chúng mình sẽ đem một món tiếp theo, đó chính là bánh tôm. Bánh tôm ăn ở Hồ Tây chứ nhỉ? Tôi lại ra chỗ cơn này. Bánh tôm, em cũng không biết làm như thế. Thôi không ra, đem bánh tôm ở chợ Đồng Xuân nhá. Đi vào đây. Bánh tôm cô ấm. À cô ấm. Và món thứ hai của chúng mình ngày hôm nay trong chuyến food tour bão tố này đó chính là món bánh tôm. Mang tiếng là ở Hà Nội 20 năm nhưng mà mình chưa ăn bánh tôm bao giờ. Đó là lần đầu tiên mình ăn bánh tôm. Lần đầu tiên mình ăn bánh tôm luôn. Và chúng mình sẽ có nước mổ con. Dạ vâng, con xin ạ. Và chúng mình có gọi thêm hai loại nước. Là hai cốc nước sấu và một cốc nước mơ. Mọi người ăn nha. Phần bánh tôm mình ấn tượng nhất đó chính là lớp vỏ. Cô trộn phần khoai lang sợi vào bột bánh nên ăn bột rất ngọt và giòn nha. Kể cả khi các bạn ngâm lâu trong nước đi chăng nữa thì bánh vẫn sẽ giữ nguyên được độ giòn và không bao giờ bị ỉu nha. Nó là sự kết hợp giữa hai loại bánh là bánh tôm và bánh khoai ấy mọi người. Nước chấm cô pha chua ngọt vừa đủ, có cả dưa góp và rau sống nên ăn sẽ đỡ ngán hơn. Chúng mình ăn tầm 2 cái thôi là đã thấy lửng dạ rồi. Chị ở quê của mình đúng không? Xong rồi là chị vào Sài Gòn sống. Đúng. Xong rồi chị ra Hà Nội. Thế nhưng mà cái vấn đề là chị có nói được tiếng của mình không? Được chứ. Dạ, nói đi, nói thử em ạ. Thật ra tiếng của mình nó khá là giống tiếng Nghệ An, nhưng mà Nghệ An thì nó nhẹ hơn, còn mình nó sẽ hơi nặng hơn một xíu. Xin chào mọi người, mình tên là Trang. gì nhỉ? Năm nay mình 22 tuổi. Mình không phải là phán MU, không phải vốt dơ, cũng không phải là Weibo, nhưng
Nhà mình có rất nhiều hàng mọi người ạ. Theo cái kiến thức ẩm thực học của chị thì thường bánh tôm chị hay ăn á là sẽ có một miếng bột rất là dày và có một con tôm rất to ở giữa. Nhưng mà thật ra là ở đây nhá, sẽ có hai con tôm và ở giữa cái lớp bột này sẽ có khoai, khoai người ta thái sợi. Nên là khi em ăn đúng rồi. Nên là khi mà em ăn vào cái bột nó sẽ không bị ngán, tại vì nó sẽ có cả khoai nên kiểu nó ngọt ngọt giòn ấy. Đúng rồi. Nước chấm đây rất ngon. Kiểu nó chua ngọt vừa đủ ấy, nó thanh thanh ấy. Ăn cuốn phết. Không có nói lên lời. Nhắm. Thôi em đi từ ăn đi ạ. Cứ quay rồi, ngại quá rồi. How did you know? I love this song. Em mơ này mặn nhỉ? Bình thường người ta sẽ hay cho mơ với muối. Thế á? Ừ. Ngâm mơ đường nhưng mà sẽ hay pha thêm một chút muối để nó cân bằng vị. Mình thường sẽ uống mơ đường hơn ấy. Em thử với nước xấu nha. Xin. Có nghe ngon hả? Ê ngon nha. Chừng sao? Xin luôn. Uống đi. Ngon. Gì đó? Và sau cuộc food tour vừa rồi, chúng mình còn 35.000. Và 35.000 đó chúng mình sẽ đi ăn chè, là món food tour cuối cùng trong video ngày hôm nay. Và nếu như mà các bạn muốn mình review nhiều món hơn thì hãy xem video này càng nhiều để cho sếp mình cho nhiều tiền hơn đi ăn nha. Món cuối trong menu của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chè cô Yến. Bọn mình ăn tầm lúc 4 giờ chiều và sạp chè của cô đã gần như là hết món rồi. Bạn nào muốn tìm lại hương vị chè tuổi thơ thì có thể tìm thử chè của cô Yến nha. Thì mình gọi 3 cốc chè, 1 cốc nhãn hạt sen, 1 cốc sữa chua thạch trân châu và 1 bát sữa chua mít. Chè của cô không bị ngọt quá, hạt sen mềm, nước đường thơm và thanh. Phần sữa chua thì nhiều thạch, cục trân châu dừa cực kỳ to, cục nào cục đấy cứ phải chắc như là quả trứng cút ấy. Mít tươi giòn và ngọt, ăn cuốn lắm nha. Mình để ý thì thấy chè đậu đen của cô có cả hoa nhài nên nếu như ăn thì sẽ rất là thơm. Thực sự là kiểu em ăn hay ăn chè nhưng mà cái vấn đề là thích ăn chè múc chứ không kiểu mấy kiểu hãng chè bây giờ. Sao chè nào chả múc? Không, chè múc bình thường ấy người ta sẽ hay nói kiểu chè ở ngoài chợ ấy là chè múc 10k. Chị hiểu không? Đó. Nhưng chè này 20 nha. Ok không sao, 20.000 vẫn là rẻ. Bình okay, thường một cốc là 25.000. Đúng, một cốc chè 30-40 cũng có. Cái là chè hãng C rồi nhá. Không phải chè này. Không phải chè này nhưng mà rất là chè này hơn vì nó kiểu thân thuộc hơn ấy. Mà ăn cũng ngon hơn. Là những chè nhiều thạch. Cục chân trong siêu to. Không thích thạch. Chè thạch nha. Đây của chè mình là chè nhãn sen, là nó rất nhiều nhãn và sen. Chè organic. Ừ, chè này là chè để cho những người mất ngủ như mình. À. Chè để cho người ăn chay nha mọi người. Ở bên chè người ta ăn chay. Chắc chè có thịt á. Chắc là chè có thịt ha. Chị Trang ăn là chè có thịt nha mọi người. Để họ quay. Nói chung thì bọn con bây giờ còn có 35.000 trong tay. Là con ăn chịu con 5.000. Okay. Yeah, con xin cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Mình trông nó tơi tả xếp, quá. Xếp về nha, lần sau cho em thêm 50.000 nha. Chứ ăn chịu đấy mãi ngại lắm, không chịu được đâu. Tại cô bảo là trông mình tơi tả quá, cô tặng phúc. Trông thương. Trông thương quá mà, trông tội hơn quá mà. Vâng, và sau chuyến food tour vừa rồi thì chị tôi vẫn đang cầm hộp cơm trên tay. Mang tiếng đi food tour mà đồ ăn chưa ăn xong đó mọi người. Nhưng mà các bạn ạ, với 200.000 mình đã ăn trọn vẹn cho 3 người một bữa ăn no. Nói chung là ông bà câu căng ra bụng, trùng ra mắt. Giờ này thì tôi đã buồn ngủ rồi đấy. Mà mới xuống cúng chắc là có đồng hồ ha. 5 giờ chiều ha. Ừ, 5 giờ chiều cũng buồn ngủ quá. Thôi, bye mọi người về trước nhá. Từ mà em đang lag quá, em đang chưa hiểu gì. Nói chung là bữa food tour hôm nay với giá 200k cho 3 người mình cảm thấy rất là hợp lý. Và còn 300.000 còn lại mình sẽ để dành cho video lần sau. Các bạn hãy chú ý đón xem nha. Vậy thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bạn chẳng có đi chỗ